Đằng sau số 0 là phích hay họa, mình hãy cùng nghiệm lý nhé. Trong dãy số sim tồn tại số 0 ở trong dãy không tính ở đầu thì có tốt hay không? Theo quyền học môn bát cực linh số thì là không tốt mọi người nhé. Bởi vì sao? Bởi vì số 0 nó là từ trường thấp nhất trong các con số và là hung tinh ẩn tàng, tiềm ẩn rủi ro, trong đó có họa và nạn. Hút về tiểu nhân, hút về con giáp thứ 13, bệnh tật đầu tư thua lỗ thất bại. Thì tại sao lại không nói đến số 0 ở đầu số? Bởi vì theo nghiên cứu trước đó, số 0 đặt ở đầu, nó giống như là điểm xuất phát của một con người. Thì khi xuất phát, đa phần họ không có gì trong tay, tất cả các con số đằng sau nó sẽ thể hiện cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, nếu đằng sau có con số 0 cũng giống như là quay lại mốc ban đầu, gọi là mốc trắng tay, cố gắng bao nhiêu cũng là công giả tràng đấy mọi người ạ. À, mọi người hãy cùng nghiệm lý và phản hồi giúp tôi nhé. Hãy comment 7 số cuối, cùng nghề nghiệp, cùng năm sử dụng. Tôi sẽ xem hung cát giúp bạn nếu như bạn có đam mê về bộ môn quyền học, đặc biệt là bộ môn năng lượng số và bát cực linh số, thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi để tôi có thể đưa các bạn vào các lớp học căn bản.